Wow, các bạn ơi, có rất là nhiều xe cần cẩu siêu to khổng lồ này. Các bạn ơi, xe cần cẩu Bonnie đấy. Ui, xe máy xúc cát này. Các bạn ơi, toàn là xe cần cẩu múc cát. Ui, các bạn ơi, xe trộn bê tông nữa kìa. Ui, ô tô kìa. Wow, xe trộn bê tông màu trắng xịn kìa. Các bạn ơi, nào bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có chiếc xe gì xịn đồng máy xúc cát này. Các bạn ơi, toàn là xe trộn bê tông xịn xò à. Các bạn ơi, đây rồi, mình phát hiện ra đây có một dàn siêu xe trộn bê tông chuẩn bị đi làm việc nha. Có cả xe tải luôn này, còn là xe công tơ chở hàng này, xe dọn rác này, xe trộn bê tông to, xe cần cẩu to, xe cứu hỏa cứu này. Các bạn ơi, wow, xe cần cẩu khổng lồ kìa các bạn ơi. Ừ, toàn là xe cần cẩu to này các bạn ạ. Đấy, ở đây mình sẽ tìm ra một chiếc xe đồ chơi mới nhất, xịn xò nhất để chơi nữa nha. Ừ, mình giới thiệu với các bạn, đây có một chiếc xe này, là một chiếc xe chuẩn bị ủ đất này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đấy. Đây là một chiếc xe máy xúc lật đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe xúc lật quá là đẹp luôn. Pip 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 pip. Đây là một chiếc xe xúc lật đẹp quá các bạn ạ. Pip 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 pip. Wow, hay chưa? Đây là một chiếc tàu thủy các bạn ạ. Đây là một chiếc tàu thủy chở hàng ở dưới biển đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc tàu thủy đánh cá luôn đấy. Đấy các bạn ơi, chiếc tàu thủy hôm nay lên bờ chạy này. Wow, các bạn thấy chiếc tàu thủy này có xịn xò không? Quá là đẹp đúng không các bạn ơi? Đó, pip 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 pip. Wow, khủng long ôm trứng này. Đây là một con khủng long ôm quả trứng ấy, khủng long bảo chúa đấy các bạn ơi. Đây là một con khủng long bảo chúa nha. Wow, mình tắt con khủng long ở đây, mình khám phá cái bộ đồ chơi nấu ăn này cũng đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi nấu ăn này có bếp ga, có con cua, con tôm ấy, đẹp quá. À, đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi có cả pizza này. Wow, có cái thìa này, cái dĩa này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây nữa này, đây mình phát hiện ra một chiếc xe cần cẩu siêu to và siêu khổng lồ lặng ký nhất này các bạn ơi. Xe cần cẩu siêu to siêu khổng lồ ấy. Đó, đây có một cái bộ đồ chơi nấu ăn này cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi nấu ăn này có cả máy quay sinh tố luôn đấy các bạn ạ. Đây, cái bộ đồ chơi này đẹp nha, đây, xe cần cẩu này cũng xịn đấy. Đây rồi, mình còn phát hiện ra còn rất là nhiều đồ chơi nữa này. Đây là bộ đồ chơi gói hoa quả này các bạn ơi, có quả dâu tây, quả cà chua. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe máy ủi cát nữa này, cũng xịn sò này các bạn ơi. Ừ, một chiếc xe máy ủi cát này đẹp quá các bạn ơi, xịn sò quá các bạn ạ. Đó, một chiếc xe ủi đất này cũng đẹp quá các bạn ơi. Đó, mình rất là thích chiếc xe máy ủi đất này luôn đấy các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc cát này cũng rất là xịn sò này các bạn ơi. À, một chiếc xe máy xúc cát này đẹp quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe cần cẩu trên xúc cát này luôn đấy các bạn ơi. Wow, hay chưa, đẳng cấp chưa các bạn ơi, đâu chưa. Wow, hay quá các bạn ạ. Đó, mình tắt đi nha. Nào, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn, đây là một cây kiếm này. Ừ, đây là một cây kiếm chăng 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 chăng. Một cây kiếm này đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa, chăng 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 chăng. Đây là một bộ đồ chơi này, là bộ đồ chơi câu cá đấy các bạn ơi, con tôm, con cua. À, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe, cái xe đẩy này, có cả máy bay này. Wow, có hai con thỏ này. Wow, đây cái vỉ đồ chơi có cả máy bay câu cá này. Wow, vỉ đồ chơi câu cá xấu này mới xịn sò này các bạn ơi. Đây mình còn phát hiện ra một xe cẩu múc cát này. Wow, có cả xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Đó, xe trộn bê tông con chó kêu gầu gầu ấy các bạn ơi. Đó, xịn sò chưa các bạn ơi. Đây là giới thiệu với các bạn, tiếp theo là cái bộ đồ chơi này mới xịn sò nha. Có hai vỉ thuốc, có cả bác sĩ này, đi khám bác sĩ luôn. À, đẹp quá các bạn ơi. Đây là vỉ đồ chơi câu cá ô tô này các bạn ơi. Vỉ đồ chơi câu cá xấu mới đẹp này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đó, xịn sò chưa. Đây, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp nha. Đó, wow. Đây, cái vỉ đồ chơi này, vỉ đồ chơi câu cá này, có hai cái cần này các bạn ơi. Nó xịn sò chưa. Ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này, robot với mình cầm cái kiếm này các bạn ơi. Đó, xịn sò chưa các bạn ơi. Wow, cái bộ đồ chơi mặt nạ với nhạc này. Wow, đây nữa nha, đây cái bộ đồ chơi này có cả siêu nhân này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow, xịn chưa. Đây có cái bộ đồ chơi vị câu cá xấu mới xịn sò này các bạn ơi. Đấy, vì đồ chơi câu cá xấu này, đây có bộ đồ chơi này có cả xe trộn bê tông siêu to khổng lồ ấy các bạn ơi, xe trộn bê tông siêu to khổng lồ luôn. Ở bên này có máy xúc cát cần dài rất là dài này các bạn ơi, rất là dài luôn nha. Đây có bộ đồ chơi này có cả xe tăng chiến đấu này các bạn ơi, xe tăng chiến đấu rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp nha, có cả xe tăng điều khiển từ xa này các bạn ơi. Wow,
Hay chưa, đây còn rất là nhiều đồ chơi xịn sò luôn. Đây là một chiếc xe cậu chuyên đi xúc cát mới đẹp này. À đây có một chiếc xe máy xúc cát này, biến hình thành robot chiến đấu ấy các bạn ạ. Đó, xịn sò chưa? Xe cậu một cát cảnh sát xịn sò nha. Đó, đẹp quá các bạn ạ. Xịn sò quá các bạn ơi. Wow, máy xúc cát này mới đẹp này các bạn ơi. Xe cậu chuyên đi xúc cát này mới xịn sò này các bạn ơi. Wow, bốc nào. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ạ. Đó, vừa đi vừa múc luôn. Các bạn ấy đẳng cấp chưa? Một chiếc xe máy xúc cát xịn sò chưa? Đẹp chưa? Nào, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi mới đi. Các bạn ơi, ở đây mình tìm rất là nhiều xe đồ chơi rồi. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi xịn sò đi. Nào, đây là xe cần cẩu móc nha. Xe cần cẩu móc con chóc này các bạn ơi. Wow, xe chở thú nha. Ở bên trong chở củ lạc và một con chóc nhỏ. Đây là con sóc này, con sóc nha này, và củ lạc này, và có cái củ lạc nha. Đó, xịn sò chưa các bạn ơi. Xe trộn bê tông con sóc này các bạn ơi. Đây, xe trộn bê tông con sóc cũng rất là đẹp nha. Đó, nghe chưa, pip 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 pip. Đây, xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đó, à, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa này. Wow, xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Nào, xe trộn bê tông đẹp này. Wow, xe là một chiếc xe trộn bê tông, xe trộn bê tông xịn sò xoay carbon nha. Đó, hay chưa, đây là một chiếc xe trộn bê tông xịn sò này. Wow, xe cần cẩu móc này. Wow, nào đây là xe tải đen chuyên đi chở cát này. Ui, đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, đấy các bạn ấy nhiều xe chưa, xe cần cẩu móc này. Wow, đó các bạn ơi, xe trộn bê tông xịn sò này. Wow, xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Con sò xịn sò này các bạn ơi. Ui, nào đây có một chiếc xe quá là đẹp luôn, toàn là xe đồ chơi xịn sò. Đây là xe cảnh sát, là xe cảnh sát mới đẹp này các bạn ơi. Wow, xe máy xúc cát mới xịn sò này các bạn ơi. Xe này là xe một chiếc xe dọn rác mới xịn sò này các bạn ơi. Xe dọn rác đẹp quá các bạn ơi. Wow, đấy xe dọn rác xịn sò chưa. Wow, đây chưa, đây mình giới thiệu các bạn, đây có một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông xoay cả bồn luôn, đẹp chưa. Nào, đây có một chiếc xe máy xúc cát nha, xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là đẹp luôn. Xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là xịn sò luôn này các bạn ơi. Wow, mình kết thúc video để đây nha, bye bye các bạn nha. Bye bye. Ồ, các bạn thấy không, đây là một chiếc xe tải địa hình xịn sò nhá. Ồ, hay nhờ các bạn nhờ, chiếc xe này ngầu và đẹp quá này. Ôi, bây giờ mình sẽ bới để tìm xe đồ chơi tiếp. Ui, các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe lửa nhá. Đây là một chiếc tàu hỏa đấy các bạn ạ. Oen oen, động cơ rất là mạnh luôn. Pi 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 pi. Ui, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không, có xịn sò không nào? Ok, bây giờ thì mình sẽ bới tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp nào. Ui các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Bip 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 bip. Ui các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát động cơ rất là mạnh luôn, các bạn thấy không nào? Ui bây giờ mình sẽ bới để tìm xe đồ chơi tiếp nào. Ui, ở dưới này mình lại còn thấy một chiếc xe khoan bê tông này. Đây là một chiếc xe công trình khoan bê tông đấy các bạn ạ. Ui chiếc xe này đẹp và xịn sò quá. Khoan nào. Ồ, một chiếc xe khoan bê tông đẹp nhờ các bạn nhờ. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải, một chiếc xe tải chuyên đi chở lúa đi phơi đấy các bạn ạ. Một chiếc xe địa hình luôn. Đây là một chiếc xe tải xịn sò nha. Ui, chiếc xe tải đẹp quá các bạn ơi. Ui, ben luôn này. Đây là một chiếc xe ben nha. Xe ben chuyên đi chở lúa đi phơi đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe ben xịn quá. Hạ thùng luôn. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bới để tìm xe đồ chơi tiếp. Ui, ở đây mình phát hiện ra có chiếc xe gì ở dưới này này. Ui, các bạn ơi, đây này. Ui, chiếc xe này to quá. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy các bạn ạ. Đấy, mình tìm thấy một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đẹp quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn xịn sò quá. Xoay cả bồn này các bạn ơi, xoay cả bồn luôn. Đó, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy các bạn ạ. Ấy, bây giờ mình sẽ bới nào. Ui các bạn ơi, mình bới được một chiếc xe gì màu đỏ đỏ này. Đây là chiếc xe gì đây các bạn ơi? Các bạn có biết đây là xe gì không? Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát đấy các bạn ạ, màu đỏ chót luôn này. Ồ, một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát màu đỏ chót luôn nha. Múc nào. Ui, chiếc xe cần cẩu này xịn sò quá các bạn ạ. Nào, múc nào. Ui, một chiếc xe cần cẩu xoay 360 độ luôn. Cái cần có thể xoay 360 độ đấy.
Bây giờ mình sẽ múc tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp. Múc nào. Ui các bạn ơi, múc nào. Múc nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì này. Ui, đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe gì đẹp quá các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ạ. Một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy xe thang nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy. Đây là một chiếc xe thang màu đỏ này, rút thang dài ra này các bạn ơi. Ấy, một chiếc xe cứu hỏa 911. Nào, bây giờ thì cùng mình tìm tiếp xem còn xe gì không nào. Ui, bới nào, bới nào. Ui, hồi hộp lắm ấy các bạn ạ, không biết còn xe gì không nha. Ui, các bạn ơi, mình lại bới tiếp nào. À, ở đây mình bới rộng ra nha. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì này các bạn ơi, rất là to này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe bồn nha. Xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu mới và đẹp nhất các bạn nhờ. Ua, mình rất là thích chiếc xe luôn đấy. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bới sỏi để tìm xe đồ chơi nha. Nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, mình bới được chiếc xe gì có hai cánh ấy, giống máy bay chiến đấu quá các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này ra xem đây là xe gì nhá. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cầu móc màu vàng này. Đấy, một chiếc xe cần cầu móc màu vàng đẹp quá các bạn ạ. À, nào, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp. Ui, các bạn ơi, mình bới rộng ra mới tìm được xe nhiều xe đồ chơi luôn đấy. Đây rồi, bới nào, bới nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc ô tô bay. Đây là một chiếc ô tô bay nha. Đấy, đây là một chiếc ô tô. Ô tô biến hình thành máy bay, ô tô cảnh sát biến hình thành máy bay, bay lên bầu trời và hạ cánh xuống bầu trời luôn. À, xuống đất luôn. Đây là một chiếc ô tô bay cảnh sát đấy các bạn ạ, chuyên bay lên bầu trời đi tuần tra đấy. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì đó này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông của Ruby này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Nào, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe tải ben chở đất nha. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở đất này. Ui, đây là một chiếc xe cẩu chuyên đi múc cát này. À, đây nữa. Đây mình lại tìm thấy một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác các bạn ạ. Ồ, các bạn thấy không nào? Đây là một chiếc xe môi trường nha. Nào, bây giờ thì cùng mình tìm tiếp nào. Ui, mình lại tìm thấy một chiếc xe chuyên đi dọn rác này. Đây là một chiếc xe chuyên đi dọn rác. Nào, bây giờ mình sẽ bới ở dưới đống nước này xem có xe gì không. Ui, các bạn ơi, mình phát hiện ra đây là một chiếc xe cần cẩu màu vàng đấy. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc màu vàng các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ, đẹp quá. Một chiếc xe cần cẩu móc màu vàng xịn xò quá, động cơ rất là mạnh này. Bip 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 bip. Ui các bạn ơi, ở đây mình xem có xe gì nữa không nha. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây nha, đây này, mình lại tìm thấy một chiếc xe cần cẩu móc màu xanh này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc màu xanh nha. Ui, mình rửa cho nó mới này, rửa cho chiếc xe nó mới này. Ô, một chiếc xe cần cẩu móc màu xanh đẹp quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc màu xanh xịn xò luôn, xịn xò và đẳng cấp luôn. Nào, bây giờ mình phải chạy thử luôn. Ui, động cơ rất là mạnh luôn ý các bạn ơi. Nào, bây giờ mình bới để tìm thấy một chiếc xe tải chở đất này. Đây là một chiếc xe tải đẹp trai nhá. Đấy, xe tải đẹp trai chuyên đi chở đất ý các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe này không? Nào, bây giờ mình bới tiếp nào. Ui, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe này là xe mini màu cam, à màu tím, đội mũ đẹp trai này các bạn ơi. À, một chiếc xe mini nhá. À, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe ô tô cứu thương này. Đây là một chiếc xe ô tô cứu thương đấy các bạn ạ. Ô, đẹp quá. Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Nào, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp. Ui, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe trộn bê tông xịn xò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Đó, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Nào, bây giờ mình bới tiếp nào. Ui, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe ben màu vàng nha. Đây là xe tải chuyên đi chở đất màu vàng này. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đây nữa, đây mình lại tìm thấy một chiếc xe 08 màu cam này. Đây là xe ô tô 08 màu cam đẹp trai này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được quá nhiều xe đồ chơi luôn. Đây là một chiếc xe chuyên đi ủi đất này. Đây là một chiếc xe ủi đất đấy các bạn ạ. Ủi đất luôn này. Ui, các bạn thấy chiếc xe ủi đất này có ngầu không? Ủi luôn cả lúa đấy. Nào, bây giờ này mình sẽ bới tiếp nào. Ui, đây là máy cày ruộng nha. Đây là máy cày ruộng nha các bạn nha. Ui, các bạn thấy nhiều xe đúng không? Đây là máy cày ruộng này.
Ồ, đẹp quá. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô nha, một chiếc xe ô tô đấy, đẹp quá các bạn ạ. Ui các bạn ơi, nào, ở đây có một chiếc xe ô tô cũng rất là xịn này các bạn ơi. Đây cũng là một chiếc xe ô tô đẹp quá các bạn ạ. Ui các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm tiếp nào. Ui, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Ui đúng rồi các bạn ạ, đây là một chiếc xe chuyên đi nâng hàng nha. Đó, một chiếc xe chuyên đi nâng hàng đẹp quá các bạn ạ. Như thật luôn, rất là mới luôn. Đấy, cái lưng bằng sắt nguyên khối đấy các bạn ạ. Ui chiếc xe này như thật, rất là mới và đẹp nha các bạn nha. Quá là xịn luôn. Nào, bây giờ mình lại bới tiếp nào. Mình bới tiếp, mình lại tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe ủi đất này. Đây là một chiếc xe chuyên đi ủi đất đấy, ủi đất này. Ô, đẹp quá các bạn ạ. Xe ủi đất này xịn xò quá. Nào, đây có một chiếc xe tải chuyên đi chở đất nữa các bạn ạ. Đây là xe tải chuyên đi chở đất nha. Nào, bây giờ mình sẽ mới tiếp nào. Ui, ở đây là một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là